lễ đón trọng thể Tổng thống Timor-Leste thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste José Ramos Horta đã đến thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2024. Sáng 1 tháng 8 năm 2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste José Ramos Horta thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, thông tin ghi nhận từ báo Chính phủ. Tham dự lễ đón có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Thị Thanh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, kiêm nhiệm Timor-Leste Tạ Văn Thông, đồng đạo các cháu thiếu nhi thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống José Ramos Horta cùng đoàn cấp cao Timor-Leste. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống José Ramos Horta diễn ra sau hơn 14 năm, kể từ chuyến thăm Việt Nam đầu tiên vào năm 2010, đồng thời là chuyến thăm thứ tư tới Việt Nam của lãnh đạo cấp cao Timor-Leste. Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống José Ramos Horta tiến vào Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Tô Lâm nồng nhiệt chào đón Tổng thống José Ramos Horta dẫn đầu đoàn cấp cao Timor-Leste. Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống José Ramos Horta bước lên bục danh dự. Sau khi nghe quốc thiệu hai nước, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Ramos Horta rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Kể từ khi Việt Nam và Timor-Leste thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28 tháng 7 năm 2002, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có những bước tiến đáng kể. Việt Nam và Timor-Leste luôn giữ mối quan hệ gần gũi, luôn ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, đặc biệt trong đấu tranh giải phóng dân tộc, lãnh đạo hai nước luôn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao. Về đa phương, hai bên thời gian qua tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Việt Nam cùng các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN luôn hỗ trợ Timor-Leste trong quá trình chuẩn bị và tăng cường năng lực, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy đồng thuận của các thành viên ASEAN để Timor-Leste gia nhập ASEAN. Về thương mại, kim ngạch thương mại song phương hai nước còn hạn chế, chủ yếu xuất khẩu gạo và hàng dệt may. Năm 2023, xuất khẩu Việt Nam sang Timor-Leste đạt 15,49 triệu USD, nhập khẩu từ Timor-Leste đạt 371.000 USD. Trong 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sang Timor-Leste là 6,09 triệu USD, tăng 29,4%. Về đầu tư, Viettel hiện có dự án thành công tại Timor-Leste với tên gọi Telemore với vốn đầu tư ban đầu 500.000 USD, tăng dần đến nay đạt 15 triệu USD. Có chỗ đứng vững chắc tại thị trường này. Sau 10 năm phát triển, Telemore đã góp phần làm thay đổi nền viễn thông Timor-Leste, đóng góp quá trình phát triển của nước này. Thị trường Timor-Leste còn nhiều tiềm năng đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như gạo, thực phẩm chế biến, sữa và sản phẩm sữa, giày dép, đồ uống, sản phẩm gia dụng, máy móc thiết bị điện. Các hoạt động kinh tế tại Việt Nam trong những năm tới cần nhiều hơn các mặt hàng đầu vào như nhiên liệu, xăng dầu, gỗ nhiên liệu, thủy sản nguyên liệu, khoáng sản, kim loại v.v. Đây cũng là những sản phẩm tiềm năng tại Timor-Leste. Hợp tác với Việt Nam, các mặt hàng của Timor-Leste sẽ là đầu vào quan trọng cho sản xuất hàng hóa, giúp cả Timor-Leste và Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, đồng thời là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, qua đó thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống đã được vun đắp trong suốt thời gian qua. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác. Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn phòng Chủ tịch nước. Nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam cho biết, sáng ngày 23 tháng 5, tại Phủ Chủ tịch,
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn phòng Chủ tịch nước. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo văn phòng Chủ tịch nước và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp trọng thị, chân tình của Phó Chủ tịch nước, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong mọi thời điểm, Chủ tịch nước qua các nhiệm kỳ đều đã rất nỗ lực để thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp. Kết quả công tác qua các nhiệm kỳ của Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước vui mừng được biết, mặc dù mới được tái thành lập cách đây hơn 30 năm, nhưng thực tế, văn phòng Chủ tịch nước đã có bề dày trên 75 năm xây dựng và trưởng thành, đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước qua các thời kỳ, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, văn phòng Chủ tịch nước ngày càng phát triển về mọi mặt. Kết quả nổi bật là đã chủ động tổ chức có hiệu quả công tác tham mưu phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước toàn diện trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, triển khai kịp thời, chu đáo các cuộc đón, tiếp khách, các chuyến công tác, làm việc trong và ngoài nước của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước. Sự phối hợp giữa văn phòng Chủ tịch nước với các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan, nhất là với văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng Tổng Bí thư, văn phòng Chính phủ, văn phòng Quốc hội ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Để nối tiếp những thành tựu vẻ vang đó và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Chủ tịch nước cho rằng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, vai trò của các cơ quan tham mưu chiến lược như Văn phòng Chủ tịch nước là rất quan trọng. Điều đó đòi hỏi Văn phòng Chủ tịch nước phải không ngừng tích cực, đóng góp bằng trách nhiệm, sự tận tụy, mẫn cán sáng tạo, chủ động của mọi cán bộ, công chức. Cùng với đó là luôn quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực nắm bắt, phân tích, tổng hợp thông tin tình hình trong nước và quốc tế để tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đạt hiệu quả cao và chất lượng tốt nhất. Nhắc lại phát biểu tuyên thệ và nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chủ tịch nước khẳng định nguyện một lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Kế tục xứng đáng các thế hệ cha anh, phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp và mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó. Được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng giới thiệu ứng cử, Quốc hội tín nhiệm giao nhiệm vụ Chủ tịch nước, tôi mong muốn luôn luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan trung ương, địa phương, đặc biệt là vai trò tham mưu giúp việc của cơ quan văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn và tin tưởng văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ thời gian dài công tác trong lực lượng công an. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ, vị trí được phân công, đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.